Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh ba cô gái đang ngồi uống trà nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên mình sẽ này tô vào tóc. Sẽ tô màu cam cho tóc của bạn này. Tô màu vàng cho áo của bạn đầu tiên. Trong mình sẽ là một